Mua cái tờ sớ này lâu, thiệt là lâu luôn rồi mà giờ mới lôi ra chơi nè. Ri có 3 bộ washi để làm tranh, phân theo chủ đề bầu trời, núi non, đường đi và cuối cùng là bụi cây. Đối với tranh washi á, thì mình làm khổ dọc sẽ dễ hơn và thường sẽ có từ 3 đến 4 tầng từ trên xuống dưới. Đầu tiên chắc chắn là bầu trời. Tầng 2 thì thường là núi hoặc là rặng cây các kiểu. Lúc chọn thì mình cũng cần xem xét về góc nhìn, tức là perspective của từng chi tiết nữa. Ví dụ như tầng 3 ở dưới cùng này thì mình không thể dán cái hồ vô được, mà mình chỉ dán cái kiểu bụi cây to to lên thôi thì nó mới hợp lý. Cuối cùng, để che lấp mọi sự bất hợp lý thì cứ đắp cái hình bias lên là được. Đó, vậy là xong một bức tranh rồi nè.